Mày nghĩ là tao sợ cái thằng đang bảo kê cho mày à? Nó hết thời rồi. Anh cho em biết, bây giờ em phải làm gì ạ? Từ hồi dịch bệnh đến giờ, nguồn thu không được như trước. Tao không có nhu cầu bảo kê cho mày. Tao chỉ muốn cho mày biết tao là ai. Hai thằng, lột sạch nó ra cho tao. Thằng nào dám lớn tiếng ở đất Việt An này thế? Tưởng thằng nào vẫn mấy trò ức hiếp hạ đẳng. Đứng dậy đi em. Mày quên trên dưới rồi à? Không, nhưng tôi vẫn chưa quên vụ suýt chết dưới hầm lạnh. Đây là lòng tốt của tao, giúp cho mày nguội bớt cái đầu nóng ngu ngốc đấy. Cảm ơn anh. Nhờ có anh, tôi càng có thêm động lực để làm xoáy đất này. Thế à? Trước khi mày lên làm xoáy, tao sẽ băm nhỏ ra ngay hôm nay. Nhanh, bỏ xuống. Đại ca vẫn máu như ngày xưa nhỉ? Em đùa hơi quá, em xin lỗi. Mong anh bớt giận. Chúng mày, chào anh Tuấn đi. Em chào anh. Chào anh. Tính tao không thích bạo lực. Lần sau muốn chơi gái thì đi chỗ khác nhé. Giải tán. Cút. Em cảm ơn anh Tuấn. Em xin phép. Dừng lại. Ra xe chờ tao. Mắt mày bị làm sao thế? Có cần nhè ra không? Hả? Điền nội về rồi à? Vâng. Thăm khám bệnh tình thế nào? Không ổn lắm. Biết tối nay chú về, anh tính đưa em My qua chăm cho chú đây. Cảm ơn anh. Có lẽ không phiền anh đến như vậy. Tôi qua gặp cô ấy cũng để bàn một chút việc. Ok, anh về trước nhá. Cô My ở lại nhá.